Chào tất cả các bạn khán giả của Nextport. Tôi đang có mặt ngay bên ngoài sân vận động Buriram Stadium. Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu vô cùng quan trọng của đội tuyển U23 Việt Nam, trận khai màn vòng chung kết U23 châu Á 2020. Lúc này thì tôi đang rất muốn gửi đến các bạn những hình ảnh không khí bên ngoài sân vận động Buriram Stadium. Đầu tiên, các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh bên ngoài những cánh cổng bước vào của sân vận động. Có rất nhiều những nhân viên an ninh ở đây. Họ đã có mặt ở đây trước trận đấu khoảng 2 giờ đồng hồ để chuẩn bị cho công tác đảm bảo an ninh mỗi cái cửa bước vào sân vận động cũng như là khu vực các khu vực khác nhau trên khán đài. Bên cạnh đó là các cổng khu vực bán vé thì cũng đã lác đác có những cổ động viên đến đây để mua những tấm vé vào xem trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển UAE. Tuy không được quá nhiều nhưng các bạn có thể thấy một hình ảnh không thực sự quá đông đảo. Đấy, đúng không ạ? Tuy nhiên đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là lúc này thì đội tuyển U23 của chúng ta đã đến sân và đang sẵn sàng bước vào trận đấu vô cùng quan trọng trong cái ngày 10 tháng 1 năm 2020. Chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn những hình ảnh vô cùng đặc biệt của chiếc xe đưa đội tuyển U23 Việt Nam đến với sân vận động Buriram Stadium. Đội đây.
Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.